Chiều nay ngày 26 tháng 4, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, đại diện các ban thuộc Thành ủy Đà Nẵng, Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Báo cáo của Thành ủy cho biết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ban hành nghị quyết số 28 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã phổ biến quán triệt đến cán bộ chủ chốt của thành phố, ban hành kế hoạch 72/2018 để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Trong đó, giao trách nhiệm cụ thể và định hướng giải pháp chủ yếu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức triển khai thực hiện. Với quan điểm, bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Tháng 9 năm 2021, Thành ủy tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề 03 tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch 64 năm 2021 cụ thể hóa nghị quyết 03 của Thành ủy, thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Qua 5 năm, tại thành phố, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đều đạt trên 45%, trong đó tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tăng qua các năm, từ 0,7% năm 2018 tăng lên 4,6% năm 2023. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp có sự biến động tăng, giảm, dao động ở mức 40%. Tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương bảo hiểm xã hội hàng tháng cũng tăng qua các năm. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Đà Nẵng. Nhiều tỷ lệ thành phố đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết 28 đề ra vào năm 2025. Đặc biệt, tinh thần nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tuyên truyền sâu rộng, qua đó tăng nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp, người lao động. Cái việc tổ chức thực hiện các cái chính sách góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với cái bảo hiểm xã hội. Và theo đánh giá khảo sát mà báo cáo các đồng chí nêu, thì 80% người đóng bảo hiểm xã hội cảm thấy hài lòng với cái việc mà mình tham gia bảo hiểm xã hội. Cái cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng khoảng 68% là du lịch và dịch vụ. Thì cái lực lượng lao động phi chính thức nằm ở đấy rất lớn. Chúng ta có chú trọng, có kết quả bước đầu. Thì cái lực lượng lao động nằm trong cái khối này là rất lớn. Thế bây giờ làm thế nào, có giải pháp nào thì có lẽ là ngành bảo hiểm xã hội, anh Hiệp ạ, để trao đổi phối hợp với để ngành lao động thương binh xã hội và các cái tổ chức chính trị báo cáo trình thành ủy cái đề án về cái việc chú trọng nâng cao cái phát triển cái đối tượng lao động phi chính thức. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đây là cơ hội để Đà Nẵng nhìn nhận lại một cách toàn diện về công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn, tiếp thu và ghi nhận những góp ý của đoàn, qua đó sẽ có những chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới. Xử lý cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong trường hợp mà doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn, hàng loạt thứ, là hiện nay cái chế tài thời gian qua như thế là gần như là không có. Là người lao động cũng coi như là mất trắng và thiệt thòi. Vì đây là nó sinh ra những vấn đề phức tạp. Và thời gian vừa qua là Đà Nẵng cũng có vướng một vài cái doanh nghiệp như thế. Mà chúng tôi cũng không có chế tài hết. Ủy ban thì cũng có hỗ trợ, rồi liên đoàn lao động cũng có hỗ trợ, người mấy trăm ngàn, một triệu thì cũng gọi là giải pháp, có tính động viên và tình thế thôi. Chứ còn nó không căn cơ mà nó không phải có quy định pháp luật. Thì đây tôi nghĩ cũng là một cái lỗ hổng trong cái câu chuyện đó, là chúng ta thiết kế chính sách để mà đảm bảo an toàn cho người lao động trong cái lĩnh vực an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục xác định công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Thành phố sẽ tập trung phát triển nhanh và bền vững người tham gia, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo đảm mọi người dân đều có quyền và được tạo điều kiện tiếp cận, hưởng thụ các chế độ chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, bền vững.